Đội nón đội hiệp chạy xe đi đâu vậy? Chứ hả? Trời ơi, đội nó ngược. Ơ chết chết tía. Ờ để mẹ phụ đội đó cho. Đội vậy nè. Đó, rồi gài nút vô. Được không? Gài nút vô được không? Đẩy vô, đây cho mẹ đẩy vô cho. Ờ lấy nó của má hai đội. Rồi đi đâu đây không biết nữa. Đây. Rồi. Ngồi trên cái xe vậy nè. Đó. Lái xe đi, lái đi. Trời ơi. Ba y. Ba y hả? Con đi đâu? Con đi đâu? Con đi ba hả? Con đi lên ba hả? Lên cửa hàng với ba hả? Ba đâu? Ba chỉnh. Ba chỉnh đó hả? Giờ lái xe lên ba đó hả? Ba gì? Ba gì? Ba chỉnh. Là ba gì? Ba tên gì? Ba. Ba Sơn hả? Hay ba Yên? Ba. Ba Sơn hay ba Yên? Ba. Rồi chạy đi đi. Ôi trời trời trời. Rồi chứ đúng cái cảnh. Rồi lái vô đi con. Lái vô đi. Quành đầu vô. Sao hồng quành đầu vô đi nè. Quành đầu vô đi. Ra đường đó. Quẹo vô. Nắng đó. Quẹo vô đi con. Mình đầu vô đi. Mình đầu vô. Ôi trời trời trời. Dập đít. Cái đó là bay em. Rồi cái nó ngay lại. Để lái xe qua đây. Chơi đâu? Hả? Nói gì chưa mà. Rồi đi dẹp nón cho má hai đi. Dẹp nón cho má hai đi. Hát đi. Thank you.
Cởi nó ra hả? Con cởi ra hả? Đây mày cởi cho nè. Không hả? Hát đi. Hát lớn lên rồi. Hát lớn lên đi. Ừ. Để mày sửa cái nón lại cho. Bà mẹ quê đi, hát bài bà mẹ quê đi nè. Cháu lên ba đi. Cháu lên ba, cho vô mâu dao. Hát đi. Ba quê chơi. Bà mẹ quê. Con, một con vịt xì ra hai cái cánh đây nè. Một con vịt xì ra hai cái cánh đây. La dữ à. Đổi lại coi, đổi cái nón lại coi đó, đổi gì mới đúng nè. Con ta. Ừ. Mẹ ăn. Hả? Đâu, mẹ đâu? Mẹ đâu mất tiêu rồi? Mẹ ăn. Mẹ đây nè. Mẹ đâu? Mẹ. Mẹ đâu? Mẹ. Thấy mẹ không? Đây mẹ mắng ra chợ mẹ lấy lên chưa? Mẹ ơi. Mẹ đó. Mình kéo xuống. Mẹ tháo ra cho nghe. Không mẹ ơi. Không hả? Tháo ra đi. Mẹ ơi. Ừ. Đây đây. Đây đây. Yeah. 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 Đứng dậy hả? Đứng dậy ơi, rồi để mày đứng dậy nè. Rồi đi đi, chơi đi. Đi chơi, bà ơi, đi chơi. Điện thoại của ai? Của nội hả? Em trả cho nội đi. Kỳ vậy? Nội đâu? Em trả điện thoại cho nội đi. Sao kỳ vậy ta? Điện thoại của nội thì phải trả nội chứ. Nội ơi, Sơn Hà lấy điện thoại của bà nội nè. Trả nội nghe. Trả nội nghe. Nói kìa không, không trả. Cho anh hai nha. Điện đập bể. Cho anh hai nha. Không luôn hả? Sơn Hà hôm nay nhà có quậy không nội? Con nhà con có quậy anh hai không? Có phá anh hai không? Ở nhà có ăn hiếp anh hai không? Có cắn anh hai không? Nhà cắn anh hai không? Có không? Có cắn anh hai không? Ngồi đó mũi đó, đi xuống con. Lại nội chơi đi, nội đưa giỏng con. Lại nội đưa giỏng. Ừ. Đi, nghe mũi lắm. Đứa đến giờ. Đấy, làm sao? Kêu ba ngồi xích đu hả? Kêu ba ngồi xích đu phải không? Phải không? À, giỏi.
Cửa nội. Đâu vậy? Đòi lên xe đó. Xe bành. À, để cho má hai đi đi, đừng có phá nữa. Leo lên xe. Thấy xe ra là rồi đi. Đang hả? Hôm nay đám tiệc gửi mấy cái xích đu này gắn lên. Đã ta. À ba đi, à cảm ơn ba. Ừ, giỏi. Cô chú thấy sân hàng quen không? À, được ba gắn cái xích đu khoái chí. Ca đi. Bừng quá ca đi. Trời nắng. Trời nắng. Thôi đi tắm nắng. Té đó, té đó. Đã không? Đã không? Đã ta ơi, xích đu hôm nay bị dẹp mất tiêu. Ừ. Ừ, mẹ ngồi bên đó. Con ngồi đây. Mẹ mấy con. Nội. Nội. Bà. Nội đâu con? Ừ. Ba đâu? Ba. Ừ. Ba mẹ. Ba gì? Ba tên gì? Ba Sơn. Gì? Ba Sơn. Ở nhà không chỗ đi chơi lây quay trong nhà suốt vậy đó hả? Hết cưỡi ngựa rồi tới cưỡi xích đu hả? Rồi thôi Sơn Hà, bye bye cô chú nha. Bye bye cô chú nha, tạm biệt Sơn Hà. Giỏi. Ở này bữa nay coi cô chú coi Sơn Hà lần quần lẫn quẩn trong nhà một mình nha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau nè.